Ok, chào mọi người nhé. Hôm nay shop vừa tập 10 con hàng máy hút ẩm DBK20. Dòng này là mình đặt từ bên Nhật về mọi người nhé. Thì hôm nay mình vừa về 10 con đấy, mọi người nhé. Thì dòng này có cả hỗ trợ cả ion các thứ. Đây là hàng mới tinh tập hồ mọi người nhé. 20 lít trên ngày, dùng cho khoảng 5-60m2 đổ lại. Và điện nó là 220 luôn. Rồi nhập rất nhiều điện 220. Nên là mình đã săn được đợt và mình đã đặt được 10 con để về phục vụ anh em. Tại vì là cũng nhiều người có thích hàng mới, không thích hàng Nhật bãi. Thì đây là những con nguyên chiếc mọi người nhé. Sáp nguyên chiếc. Thì mọi người có nhu cầu về cái dòng máy hút ẩm sáp này nhé, công suất 20 lít này, thì có thể liên hệ trực tiếp bên em nhé. Hàng mới tinh tập hộp mọi người nhé. Này, mà các bác không phải lăn tăn về chất lượng thì không phải lăn tăn về hình thức nữa, vì đây là hàng mới tinh, line new tập hộp. Thì trong một thời gian tới thì em sẽ bóc hộp, bóc một con máy ra và sẽ gửi hình thức cho các bác xem. Nhưng đại khái con máy thì rất là mới luôn, đẹp. Đấy, dòng sáp DBK20 này là dòng mà chạy rất là êm. Em cũng có đã có sự đánh giá lựa chọn trong vòng 2-3 năm, và khi mà order từ bên Nhật thì đã là lựa chọn một cái dòng gọi là êm nhất của sáp bây giờ, để phổ dụng nhất của sáp và êm nhất của sáp để mang về Việt Nam để bảo